Anh Vũ rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngày hôm nay Minh Châu có một tin rất là vui đó anh Vũ. Tin gì vậy em? Chương trình của mình đó nhận được rất là nhiều thư của quý vị khán giả gửi về. Trong đó ngày hôm nay Minh Châu nhận được một lá thư của một bé trai, chỉ mới 12 tuổi thôi. Wow, bé trai mà chỉ mới 12 tuổi thôi mà đã quan tâm tới chương trình của mình rồi. Chứng tỏ là chương trình của mình cũng rất là nhiều trẻ em quan tâm đúng không nào? Trong thư bạn này nói gì với em? Trong thư ghi như thế này: Kính chào các anh chị của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em tên là Minh Thông, 12 tuổi, nhà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Em mê món cánh gà chiên nước mắm lắm. Nhưng lâu lâu mẹ mới cho em ra ngoài ăn vì sợ ở ngoài không vệ sinh. Còn ở nhà thì mẹ lại không có thời gian làm cho em. Các anh chị có thể hướng dẫn cho em làm món cánh gà chiên nước mắm không? Em theo dõi chương trình cũng thường xuyên lắm và em cũng biết nấu ăn nữa đó. Chắc chắn rồi, trong chương trình ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em Minh Thông cũng như quý vị và các bạn sẽ làm món cánh gà chiên nước mắm. Nguyên liệu để cho món này thì rất là đơn giản. Chúng ta còn có cánh gà 4 cánh khoảng 600g, dưa leo, cà chua, ngò rí, một ít salad để ăn kèm. Chúng ta có tỏi xay, vắt lấy nước, dầu ăn, nước mắm, bột năng, bột mì, tiêu và một gia vị nữa để cân bằng lại vị mặn của nước mắm, đó chính là bột ngọt Ajinomoto. Cánh gà chúng ta mua về rửa sạch và để ráo. Sau đó chúng ta sẽ cắt cánh gà ra làm 3 khúc. Em quan sát ha, một cái cánh gà thì có 2 khớp như vậy. Thì chúng ta chỉ cần dùng dao và khứa nhẹ vào giữa khúc gà như vậy là xong. Chúng ta có 3 khúc ngay. Xong, chúng ta để qua một bên. Kế tiếp chúng ta sẽ ướp cánh gà. Em có biết khi làm món cánh gà chiên nước mắm thì chúng ta nên dùng cánh gà nào thì ngon hơn? Em nghĩ chắc là mình sẽ dùng cánh gà công nghiệp. Tại vì cánh gà công nghiệp thì mềm nè, lại nhiều thịt nữa. Đúng vậy em ạ. Các bạn thân mến, khi chúng ta làm món cánh gà chiên nước mắm thì chúng ta nên chọn cánh gà công nghiệp. Vì cánh gà công nghiệp nhiều thịt, khi chiên không bị khô. Bây giờ chúng ta sẽ ướp cánh gà. Trước tiên chúng ta cho một ít Ajinomoto vào. Một ít tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ cho 1 muỗng rưỡi canh nước mắm. 1 muỗng rưỡi? Đúng rồi, 1 muỗng rưỡi canh nước mắm. Em nghĩ món này là nước mắm nó cũng là một cái gia vị gọi là quan trọng nhất rồi. Nếu mà em thích ăn mặn em cho nhiều hơn được không? Không được rồi, mà đối với 4 cánh gà thì chúng ta cho khoảng 1 muỗng rưỡi nước mắm là vừa ha. Bây giờ kế tiếp anh sẽ cho nước tỏi vào. Đối với 4 cánh gà thì chúng ta cho khoảng 1 muỗng canh bột mì và khoảng nửa muỗng canh bột năng. Chúng ta có thể dùng bột năng hoặc bột bắp cũng được em ạ. Và chúng ta trộn đều lên như vậy ha. Mình có pha nước không anh? Không em ạ. Mình không cần pha nước, chúng ta chỉ cho vào thôi vì trong đó chúng ta đã có nước gia vị chúng ta ướp khi nãy rồi. Rồi, chúng ta pha sẵn như vậy. Bây giờ trước khi cho hỗn hợp bột năng và bột mì vào, anh sẽ trộn đều cánh gà trước. Để món ăn được ngon thì chúng ta nên ướp cánh gà và để khoảng 45 phút cho đến 1 giờ thì cánh gà sẽ thấm, như vậy ăn mới ngon. Sau khi cánh gà đã thấm gia vị, chúng ta sẽ cho hỗn hợp bột năng và bột mì khi nãy vào. Chúng ta rắc nhẹ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên để cho bột mì và bột năng vừa áo cánh gà thôi. Rồi để chúng ta xem dầu đã nóng chưa nha Minh Châu. Rồi để cái đũa vô. Rồi thấy đũa vừa soi tim như vậy là dầu đã nóng. Các bạn nhớ dùng đũa đảo nhẹ đáy chảo để cánh gà không bị sát đáy. Rồi bây giờ em chỉnh lửa vừa đi để cho cánh gà được chín kỹ. Khi chúng ta thấy cánh gà chuyển sang màu vàng nâu là cánh gà chín rồi đó. Minh Châu có biết không, trong nhà hàng á thì khi mà làm với số lượng nhiều thì chúng ta có thể ướp cánh gà sau đó hấp chín. Rồi chúng ta cũng tẩm hỗn hợp bột năng và bột mì, sau đó chúng ta chiên. Thì như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, nhưng cánh gà vẫn chín mềm bên trong và giòn ở ngoài. Rồi bây giờ cánh gà chúng ta đã chín vàng rồi. Em thấy màu có hấp dẫn không? Dạ, giờ rất là đẹp. Anh cũng phải cho vào giấy thấm dầu. Chúng ta trang trí trên dĩa một ít dưa leo và cà chua. Sau đó chúng ta cho cánh gà vào chính giữa như vậy.
chúng ta cũng để tự nhiên, sắp tự nhiên. Màu rất là đẹp đó anh, em thấy nó có màu nâu bóng à. Đúng vậy, ở đây mình gọi là màu vàng cánh gián đó em. Món cánh gà chiên nước mắm chúng ta ăn kèm với muối tiêu chanh và xà lách trộn. Bây giờ mời Minh Châu thưởng thức và cho anh biết nhận xét như thế nào nhé. Dạ, em đợi câu này của anh Vũ nãy giờ. Rồi. Em lấy một miếng trên này nha. Cẩn thận. Rất là thơm. Em cắn thử một miếng nha. Ngon quá anh Vũ ơi. Em cảm giác như thế nào? Em thấy là cánh gà của anh Vũ chiên này nha, mềm chín nè, đó. Mà ở bên ngoài là giòn, có chút mặn mặn của nước mắm, có một chút ngọt ngọt rất là vừa phải nữa. Đúng vậy. Thưa quý vị và các bạn, món cánh gà chiên nước mắm này yêu cầu thành phẩm là trong mềm ngoài giòn, thấm vị nhẹ thoảng thôi, mùi hương của nước mắm. Nếu mà chúng ta ướp đậm đà quá thì sẽ rất là khó ăn. Quý vị cũng đừng quên liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày qua số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị. Còn bây giờ Minh Châu và Thanh Vũ phải nói lời chào tạm biệt quý vị rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.